Phiền các bạn đăng ký kênh để xem tiếp video nhé. Lịch thi đấu vòng bảng AVFC 2021, Team Flash đụng độ Buriram United ngay ngày khai mạc. Hai đại diện của Việt Nam là Team Flash và Vellamanga sẽ ra sân ngay trong ngày khai mạc AVFC 2021. Mới đây, lịch thi đấu chính thức của AVFC 2021 đã chính thức được công bố. Theo đó, các đội tuyển của bốn bảng đấu sẽ thi đấu luân phiên nhau. Mỗi đội tuyển sẽ thi đấu tổng cộng 6 trận, cả lượt đi lẫn lượt về, kéo dài từ 19/6 đến 27/6. Thể thức BO2 tính điểm tương tự Alpha 2020 cũng được áp dụng cho kỳ AVFC 2021 này và hứa hẹn đây sẽ là một vòng bảng vô cùng đáng xem khi các đội tuyển không muốn bị mất điểm ở bất cứ kèo đấu nào. Do đó nhiều bài đánh mạnh đặc biệt chắc chắn sẽ được sử dụng nhiều hơn và khiến AVFC thêm phần hấp dẫn. Theo đó, hai đội tuyển Việt Nam là Team Flash và Vega Menager sẽ ra sân thi đấu trong ngày khai mạc. Nếu như Vega Menager đụng độ một cái tên cũng rất sừng sỏ của khu vực GCS Đài Bắc Trung Hoa là One Team thì Team Flash thậm chí còn áp lực hơn. Nhà đương kim vô địch AVC sẽ phải đụng độ dàn sao chứ danh Thái Lan dưới màu áo Buriram United cùng những nữ nữ. F1, NT, Overfly vốn đã rất nổi tiếng ở đấu trường quốc tế. Rơi vào bảng đấu tử thần. Chắc chắn team Flash muốn có một khởi đầu suôn sẻ để tính chuyện đi tiếp và bảo vệ ngôi vô địch của mình. Sau khi vòng bảng khép lại, hai đội tuyển xuất sắc nhất của mỗi bảng đấu sẽ tiến vào tứ kết với thể thức BO5. Các đội tuyển thua trận ở nhánh thắng vẫn sẽ còn cơ hội làm lại ở nhánh thua. Riêng các trận đấu bán kết và chung kết sẽ diễn ra theo thể thức BO7 cấm chọn quốc tế quen thuộc với khán giả. Tổng cộng sẽ có 14 trận đấu ở các vòng tứ kết, bán kết và chung kết của AVKC 2021. Đây sẽ là một đại bữa tiệc không thể bỏ qua với các fan của Linh Quân trên toàn thế giới. Hiện tại, ba cái tên đại diện Việt Nam là Team Flash, Sài Gòn Phantom và VGAMNG đều đang giáo diết tập luyện và chuẩn bị cho kỳ AVC 2021 này. Các khán giả cũng đừng quên theo dõi và ủng hộ những đội tuyển nước nhà nhé. Mọi người đi qua, xin hãy nhấn đăng ký kênh, giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người đăng ký kênh đi ạ. À, đăng ký đi mọi người.